Chào tất cả các bạn, mình là Hà Sirius. Lần trước mình đã làm video top 7 kaiju và Jaeger mạnh nhất trong phim The Pacific Rim. Lần này mình sẽ tiếp tục làm top 9 kaiju và Jaeger trong phần 2 của phim này. Trước tiên mình sẽ nói về những con kaiju trước. Ok, chúng ta bắt đầu nhé. 1. Hakuya. Hakuya là một kaiju cấp 4, cao 52,49m, dài 53,55m và nặng 1867 tấn. Là một kaiju có hình lục giác, được bao phủ trong bộ giáp giống như một loài giáp sát, với kiểu dáng cơ thể tương tự như của một con cá sấu. Tương tự như chuột chũi, nó có khả năng đào sâu xuống dưới lòng đất, sử dụng chiếc đầu bọc thép để xuyên qua mặt đất và phục kích đối thủ. Cơ bắp của Hakuya được tăng cường bởi dòng máu nóng chảy của nó, và cái đuôi nhọn bọc thép của nó có thể xuyên thủng áo giáp của Jaeger. 2. Thrythorn cũng là một kaiju cấp 4, cao 91,82m, nặng 2.592 tấn và dài 67,29m. Giống như Hakuya và Raijin, da của Thrythorn có màu xám và bọc gai. Đầu của nó có hình dạng như một con cá mập đầu búa, có nhiều mắt màu xanh lam. Ngoài khả năng sản xuất plasma mà nó có thể sử dụng làm vũ khí tấn công, Thrythorn mang những chiếc gai sắc nhọn phát quang trên cả hai đuôi, có thể phóng ra trở thành những viên đạn nguy hiểm. 3. Raijin. Raijin là một kaiju cấp 5, cao 106,83m, nặng 3.405 tấn, dài 48,17m. Là một kaiju đứng bằng hai chân, được ví như khủng long bảo chúa về ngoại hình và khí chất. Raijin được thiết kế với phần đầu bên trong và bên ngoài có hình dạng như cây ăn ruồi. Đầu trong của nó được bảo vệ bởi đầu ngoài, các tấm cứng giống như khiên trắng xung quanh hộp sọ của nó, có thể đóng lại để tự bảo vệ và hấp thụ động năng từ vũ khí được sử dụng bởi các Jaeger. Ánh sáng lân quang của máu có thể nhìn thấy trong các tĩnh mạch trên bề mặt của nó. Tĩnh mạch của nó phát sáng khi nó hấp thụ động năng từ các cuộc tấn công. Raijin có thể sử dụng năng lượng hấp thụ để tự tăng sức mạnh hoặc chuyển hướng nó về phía đối thủ như một đòn tấn công. Raijin là kaiju lớn nhất và nguy hiểm nhất trong bộ ba kaiju đã tấn công Mega Tokyo vào năm 2035. 4. Mega Kaiju. Mega Kaiju là một kaiju được lai tạo, có thể coi nó như một kaiju cấp 6. Với chiều cao 128,01m, dài 101,88m và nặng đến 7.864 tấn. Mega Kaiju là sự dung hợp của Raijin, Hakuya và Thrythorn, được hợp nhất với nhau bởi một nhóm kaiju robot lai nhỏ hơn. Nó thể hiện các đặc tính của mỗi con kaiju và trở nên vượt xa sức mạnh của các Jaeger. Mega Kaiju là một kaiju có hình lục giác với hai đuôi có đầu hình ngọn giáo, tương tự như của Thrythorn. Cánh tay bọc giáp của Hakuya được phủ trên hai cánh tay, bốn chân thì đi bằng ngón. Vai của Thrythorn hợp nhất với cấu trúc cánh tay trên của Raijin. Đầu của Raijin thì phủ dưới cổ và trên ngực. Đầu của Mega Kaiju là sự hợp nhất của cả ba kaiju, với hàm dưới của Hakuya tách thành hai ngà, cấu trúc mặt của Raijin và cấu trúc đầu trên của Thrythorn. Nó có 10 mắt, 5 mắt ở mỗi bên. Dọc theo lưng của nó là những chiếc gai nhọn. Mega Kaiju có màu sắc giống như ba con kaiju cấu thành. Giống như việc hợp thể, Mega Kaiju có được tất cả sức mạnh và khả năng của kaiju, bao gồm khả năng của Raijin để chuyển hướng động năng, đuôi nhọn của Thrythorn. Sức mạnh và độ bền của nó thì đã tăng lên rất nhiều. 5. Giờ chúng ta sẽ chuyển sang tìm hiểu các Jaeger nhé. 5. Bracer Phoenix. Bracer Phoenix là một Jaeger Mach 5, cao 70,91m, nặng 2.128 tấn. Nó là một trong những Jaeger lâu đời nhất từ thế hệ sau vẫn còn chiến đấu tích cực trước khi bị phá hủy vào năm 2035. Đây là Jaeger bọc thép nặng, là loại lâu đời nhất của Jaeger, với áo giáp to lớn và mạnh mẽ được thiết kế để bảo vệ tối đa. Nó được thiết lập với một trung tâm điều hành gồm 3 phi công tương tự như Jaeger Mach 4 Crimson Typhoon. Điều này làm cho Phoenix trở nên độc nhất so với những Jaeger Mach 6 đời sau. Thiết lập vũ khí của Bracer Phoenix cung cấp phạm vi di chuyển tự do cho phép các phi công của họ di chuyển từ khoang điều khiển sang khoang súng, nơi phi công có thể điều khiển súng đại liên. 6. Guardian Bravo.
là một Jaeger Mk 6 cao 73,21m, nặng 1.975 tấn. Năm 2035, Guardian Bravo tham gia vào cuộc chiến chống lại sự tái xuất của các Kaiju trong nỗ lực thứ hai của người ngoài hành tinh nhằm xâm chiếm trái đất. Guardian Bravo là Mk 6 Jaeger được thiết kế để chiến đấu tầm xa. Trên lưng nó là Burst Foils, tên lửa giống như máy bay phản lực đã nâng cấp tốc độ di chuyển trên khoảng cách xa. Thiết kế của nó với tông màu đỏ và trắng gợi lên hình bóng của một chiếc máy bay phản lực. Guardian Bravo được trang bị một cây roi Elite 16, một thiết kế dựa trên thanh kiếm dây xích của Gypsy Danger. Cây roi Elite 16 được làm bằng vật liệu không thể phá vỡ và có thể tạo ra những cú sốc kéo dài, có thể gây ra thiệt hại đáng kể cho nhiều vật thể hoặc bề mặt. Ngoài roi Elite 16, còn có súng bắn đạn hạt nhân nằm ở hai bên của nó và súng gắn trên mỗi cánh tay bao gồm cả súng máy và súng bắn năng lượng. 7. Saber Athena là một Jaeger Mk 7 cao 76,91m, nặng 1.628 tấn. Saber Athena là một Jaeger đang thử nghiệm, được thiết kế với khung siêu nhẹ, sử dụng các sợi cơ có độ bền kéo cao. Thiết kế kiểu dáng thon gọn của nó cho phép nó thực hiện các cú nhảy cao và nhào lộn. Saber Athena được trang bị một cặp kiếm Ion gắn trên lưng, có thể kết hợp để tạo ra một vũ khí lớn hơn và mạnh hơn. Một trong số các vũ khí khác của nó là bộ tích điện N16. Thiết kế của Saber Athena gợi lên dáng vẻ của những chiếc xe thể thao đắt tiền như Lamborghini và dáng vẻ của một con côn trùng. Màu cam sáng của nó đối lập trực tiếp với thiết kế màu quân sự của quân đoàn phòng thủ Pan Pacific, giống như của cảnh sát biển. Tốc độ của Saber Athena được hỗ trợ bởi các máy bay phản lực đẩy nhỏ được thiết kế vào tay và chân của nó, cho phép nó di chuyển nhanh hơn các Jaeger khác. 8. Gypsy Avenger là một Jaeger Mk 6 được thiết kế dựa trên Jaeger Gypsy Danger. Gypsy Avenger hoàn thành ngày 12 tháng 1 năm 2034 bởi quân đoàn phòng thủ Pan Pacific khi họ đang quân sự hóa và tái xây dựng. Các loại vũ khí của nó bao gồm tên lửa khuỷu tay 2.0, kiếm dây xích 2.0, bánh xe plasma 2.0, nâng cấp tốc độ chạy, cơ xích plasma, tên lửa. Khoảnh khắc trước khi Mega Kaiju có thể tự ném mình vào núi Phú Sĩ, Gypsy Avenger lao vào nó với tốc độ siêu thanh từ trên cao, nắm đấm, mở rộng. Vụ va chạm đã phá hủy Gypsy Avenger, giết chết Mega Kaiju cũng như chém nó làm đôi. 9. Scrapper. Scrapper là một Jaeger được thiết kế bởi một thường dân tên là Kai, được phân loại là Jaeger tinh nghịch. Scrapper chủ yếu được lái bởi Amara Namani. Không giống như Jaeger do quân đoàn phòng thủ Pan Pacific chế tạo, Scrapper được thiết kế đủ nhỏ để chạy một tải thần kinh duy nhất, cho phép nó được vận hành bởi một phi công. Giống như hầu hết các Jaeger tinh nghịch, thiết kế của nó nhỏ hơn nhiều so với các Jaeger khác và chạy chủ yếu trên các tế bào năng lượng tích điện bằng ion. Trong số các chức năng phụ của nó, Scrapper có khả năng lăn như một quả bóng và trốn tránh việc bắt giữ khi đủ đà được tạo ra bởi phi công. Ngoài ra, Scrapper được trang bị lựu đạn khói có thể cho phép nó rút lui nhanh chóng. Sau khi được nâng cấp, Scrapper có thể được điều khiển từ xa bằng cách sử dụng lõi dữ liệu lượng tử và có thể sử dụng vũ khí ở vai phải của nó làm công cụ hàng. Công cụ này đủ mạnh để nhanh chóng cắt xuyên qua thân tàu của Jaeger. Mặc dù khoang điều khiển của nó đã được sửa đổi để điều khiển từ xa, nhưng nó vẫn có thể chứa đủ chỗ cho hai người sử dụng. Scrapper có độ bền đáng kinh ngạc, có thể sống sót sau chuyến bay ra ngoài bầu khí quyển và tái hợp lại mà không bị hư hại nhiều. Nó có thể sống sót khi rơi từ độ cao lớn, hạ cánh mà vẫn hoạt động. Chế độ thay thế của nó cho phép nó sống sót khi đâm sầm qua các tòa nhà hoặc trên đường từ tàu vận tải xuống mà không bị thiệt hại lớn. Hãy truy cập website chimuonthanhduoc.com để biết cách Hà Sirius đã dùng để chỉ mụn sẹo rỗ nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.